Rồi thì tiếp tục cho lại channel của mẹ mới hát mà nghe. Hôm nay mình sẽ hát một bài đó là nói về đời mà nhạc chế nha bà ơi. Tức là bài vươn lên trong cuộc sống mà tất cả các bạn cùng lắng nghe. Mình sinh ra